xin chào tất cả mọi người Hôm nay sẽ là bài số 15 rồi mọi người ơi Hay và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp về 6 chữ Hán là 6 danh từ Đó là những danh từ gì nhỉ? Ví dụ như sau Thứ nhất là trong từ Nam Mai Từ này là từ danh trong à, tên người á Hay là gì nhỉ? Âm thanh này, ô tô Rồi chữ, chữ này, gì này Là mưa, là chùa hay là cuối cùng là, là gạo này Hay và không để làm mất thời gian các bạn nữa Chúng ta sẽ bước ngay vào chữ Hán đầu tiên nhá Hôm nay là một bài rất là dễ mọi người ạ, bởi vì nó có rất là ít những từ vựng mà chúng ta cần phải nhớ. Đầu tiên là chữ danh nhá. Danh này trong danh gì nhỉ? Danh này trong danh thiếp trong tên người hay là trong à, có từ danh gì nhỉ? À, nổi tiếng, hữu danh á. Hay thì thì cho đến ngày hôm nay chúng ta đã gặp một vài những từ vựng của nó. Thứ nhất là tên người danh thiếp và gì đây nhỉ? Và nổi tiếng. Ok đầu tiên đó là cách nhớ chữ hán. Mọi người có thích cái phần này không? Ở trên này chúng ta có chữ gì nhỉ? Chữ ta đúng không nào? Mọi người thấy giống chữ ta không? Đó, chữ ta. Và bên dưới này uh, ok trong chữ Hán thì chúng ta thấy nó là chữ gì nhỉ? Trong là là gư chi là cái miệng đúng không nào? Ngoài ra nó còn giống chữ gì mà trong bản chữ cái katakana của chúng ta ấy nhỉ? Chữ rô đúng không nào? Mọi người thấy chúng rô chưa? Hay thế thì bây giờ danh này chúng ta sẽ lý giải hay nhớ chữ Hán này theo tên người nhá, trong cái ý nghĩa của nó là tên nhá. Bây giờ tên của một người hay tên của thằng bé nó tên là gì nhỉ? Là ta và rô. Taro là một tên rất là nổi tiếng trong tiếng Nhật đúng không nào? Taro rồi tên người thằng đó tên là Taro đó là chữ danh của chúng ta nhé. Các bạn tin mình đi các bạn mà nhớ theo cách này của mình không bao giờ các bạn quên nhé. Một ngày đó chúng ta ngồi viết thử chữ nào mai à chữ danh này đúng không? Danh này là gì? Danh này là tên của thằng Taro không bao giờ các bạn bị sai nhá. Hay Tiếp theo về cách đọc của nó các bạn sẽ nhìn thấy cho mình Thứ nhất có ba cách đọc cái đọc đầu tiên đó là na Một cái đọc thái đặc biệt trong từ na mai Na mai là tên người đúng không nào Cái, từ, cái chữ mai này là, là phía trước đúng không hay câu số à không phải câu số mà là cách đọc tiếp theo khi mà nó ghép với những chữ hán khác đầu tiên chúng ta sẽ gặp cái cách đọc là mẹ trong từ gì nhỉ MÊ sh, à MÊ, shi. mê shi là gì nhỉ là danh thiếp hay là yêu mẹ yêu MÊ là gì đấy yêu MÊ tính từ đôi na nào yêu MÊ là nổi tiếng đúng nào và sau này chúng ta sẽ gặp cái cách đọc là miêu nhỉ myo. còn trong chương trình n bốn năm không có nên mình để dấu ba chấm ở đây nhá hay tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại ba cái từ vựng này nhé. Đầu tiên mọi người đọc được không nhỉ? Đầu tiên là nam mai, số đầu tiên là nam mai. mai là tên đúng nào? Thứ hai là gì nhỉ? Danh tiết sẽ là Messi, Messi và thứ ba nổi tiếng là gì nhỉ? Là Yume Yume Chữ giáo hơi xấu đúng không? Đấy, đó là chữ danh đầu tiên nhá Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang chữ Hán Tiếp theo đó chữ Hán có âm phân biệt là âm Âm này là âm gì nhỉ? Âm này là âm thanh, là tiếng động nhá Chúng ta gặp những từ nào rồi? À, mới đến ngày hôm nay thì mới gặp mỗi từ thôi Đó là từ Ongaku Ongaku Thì à, sau này mình sẽ còn gặp từ này Từ ô tô là âm thanh này Hạt dương là phát âm này Ok, đầu tiên nhớ về cách nhớ chữ Hán đã Bên trên mình có bộ gì nhỉ? Bộ lập đúng không? Bộ lập Và bên dưới là có bộ, bộ nhật Trời ơi, thực sự là cô giáo ghép mãi không thể nào mà 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 ra được cái câu chuyện gì cho nó hay ho cả nhưng mà mọi người thử nhớ theo cách này xem nhá. À đứng ngắm mặt trời thì nghe thấy âm thanh. <laughs> bên trên là chữ đứng mà bên dưới mặt trời đúng không nào? Hay là bây giờ hiểu như là nhỉ? Mặt trời nhô lên tức là chữ đứng là lên đúng không ạ? Đứng lên á, đứng lên thì mặt trời nhô lên thì chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh. À không ra là có được câu câu chuyện gì hay cả Đây là nếu mọi người có cái câu chuyện gì hay Thì nhớ chia sẻ với, với cô giáo và các bạn với nhá Được chưa nào Còn lại chữ này trước tiên các bạn sẽ nhớ cho mình Về cách thứ tự viết được không nào Đầu tiên nhá Bộ lập này 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Được chưa Rồi đó là chữ âm của chúng mình nhá Hai, rồi, chữ âm này thì có những cái cách đọc như sau Đầu tiên là âm khi mà nó đứng một mình Chúng ta sẽ gặp nhiều nhất đó từ ô tô Ô tô là gì nhỉ? Ô tô lá là, là âm thanh Và có một cái đọc nữa là nê Nhưng mà tạm thời trong chương trình đời 4 đời 5 Chúng ta sẽ chưa gặp từ nào có cách đọc là nê nhá à, Và ngoài ra khi mà nó ghép với những âm hán khác Thì chúng ta sẽ thấy có một cách đọc duy nhất đó là ôn Ôn On trong ôn ga cử Ôn ga cửa Âm nhạc Hát dương Hát dương là gì nhỉ? phát âm hay từ này sẽ là ông các cả nè nhạc sĩ và cuối cùng chúng ta có từ rô cương sau này mình sẽ học nhá rô cương là gì nhỉ là ghi âm thế nào rô cương simas hay và chúng ta cùng nhau ôn lại những từ này nhá mình học từ này từ đúng nào ông các cự là gì đấy ông các là âm nhạc và mấy hôm nữa thôi ngay gần tới chúng ta sẽ học từ ô tô ô tô là ô tô là âm thanh Biến động chứ nào đó là chữ âm của mình nhá hay chúng ta bước sang chữ hán tiếp theo là chữ tự Tự này là tự gì? Tự này là chữ chữ Chúng ta có từ kanji Hay là kanji là chữ hán đúng không nào? Hay ji là chữ này Roma ji là chữ Roma đúng không? chữ Roma ji đúng không? Tự này có nghĩa là gì nhỉ? Shuji này là luyện chữ nhá, Chữ học À chữ chữ tập và chữ luyện À chữ tập và chữ chữ đúng không nào? Hay, trước tiên về cách nhớ chữ hán nữa nhá chữ hán này chúng ta thấy có bên trên này có cái mái đúng nào giống như mái nhà đúng không bên dưới có chữ gì mình vừa mới học bài trước có chữ tử đúng nào tử là đứa trẻ đúng không thế bây giờ chúng ta tưởng tượng ở trong nhà đúng không đứa trẻ nằm à, ngồi ở trong nhà nó làm gì nó luyện chữ đúng nào thế thì ngày xưa à phải ngày xưa mà là mấy hôm trước mình vừa mới học một cái chữ này đây là chữ gì hả mọi người đây là chữ học đúng nào các bạn thấy không chữ học mày chữ học trong từ ví dụ như là đại học này hay là động từ của nó là hana là học bài đúng không nào thì bên trên này chữ chữ thì khác nhau với cái mãi bên trên này các bạn tưởng tượng trên này có ba cái cái dấu này thì là ở trường nhé đây là đi học mình ví dụ mình học ở trường học gặp cô trong từ gặp cô ấy còn đây đứa trẻ ngồi học chữ biết chữ ở nhà đấy thì cô giáo sẽ nhắc lại cái chữ này để cho các bạn có thể phân biệt được đỡ bị nhầm với nhau nhá hay rồi thế về cách đọc của nó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cách đọc nhớ cái đọc duy nhất của nó cái đọc là di thôi chúng ta có di trong gì nhỉ trong kanji kanji là gì đấy kanji là là chữ hán phải không nào tiếp theo di bản thân chữ di không sẽ là chữ này roma là chữ roma đấy và Siu di siêu di thì mãi sau này mình mới học cơ nhá nhưng mà hôm nay chưa cần nhớ chữ này đâu nhưng mà tóm lại các bạn sẽ nhớ cho mình là cách đọc của chữ này là di chưa nào di ôn lại nào một lá chữ hán là gì nhỉ là kanji Ok, kanji Chữ không sẽ là gì nhỉ? Ji Ok Và gì đây? Và Roma Ji Được chưa nào? Roma Ji Hay, Đó là về chữ tự của chúng mình nhá Tiếp theo chúng ta đi đến chữ vũ Chữ này cũng chỉ có một cái từ vựng thôi đó Từ ame Vũ là mưa Rồi mưa mưa thế này thì mình thứ nhất là mình gặp cái chữ này trong bài về bộ thủ rồi và thứ hai chúng ta gặp từ này một lần trong uh, từ điện đúng không nào các bạn nhớ từ điện không từ điện cũng có cái chữ giống mưa này đúng không nào mình nói bên trên này là mưa đấy mọi người nhớ không rồi thì bây giờ mình sẽ nhìn lại ôn coi như hôm nay ôn lại thôi nhá ame này đó ame chúng ta thấy giống như là gì nhỉ? giống như là hình mưa rơi lất phất đấy xin nào giống hình mưa rơi lất phất chưa đó, về cái chữ này thì các bạn sẽ nhớ cho mình cách đọc đầu tiên và gọi là cách đọc duy nhất mà chúng ta gặp ở trong chương trình lớp 4 năm đó là Ame, Ame là mưa Hãy, Ame nhá, Ame, ok, Ame, mưa, vũ Học xong vũ rồi, bây giờ chúng ta vào chùa Vào chùa thì vẫn là tự đúng không nào Tự là chùa Thế mình học cái từ vựng là gì là nói là chùa ấy nhỉ Chùa là gì đấy mọi người Chùa là Otera đúng không nào Thì đây đó chính là chữ Otera nè, đa, Chúng tên cùng nhau cùng biết đã mọi người nhá. Viết này. Một nét này, hai nét, ba nét. Trên này là cái chữ gì nhỉ mọi người nhỉ? Trên này là chữ thổ đúng không nào? Và bên dưới này cái chữ này. Mọi người thấy chữ này quen không? Chữ này cái hôm nào mình học về chữ này rồi nhỉ? Nhắc lại mọi người nhá, hôm mà chúng ta học chữ này chữ gì đây? Đây chữ gì nhỉ? Đây chữ giờ đúng nào giờ thì một, không mình, mình uh, có giới thiệu với mọi người là gì nhỉ nửa sau này là cái chùa đúng nào chùa thế thì uh, bây giờ mình sẽ ôn lại chữ này thôi đúng, đúng nào trên này là thổ này nhà chùa thì uh, thổ là đất đúng không đất còn là thứ bảy nữa và bên dưới này là cái chữ trong từ mamo sau này chúng ta sẽ học nghĩa là bảo vệ đúng nào nhà chùa thì làm sao kể cả vào thứ bảy thì cũng phải cần người canh gác bảo vệ đúng nào đó là chữ chữ chùa của mình nhá hay về cách đọc thì các bạn sẽ nhớ cho mình cách đọc duy nhất đó là Oteda Và sau này khi mà học đến N3 chúng ta sẽ gặp rất là nhiều từ vựng à, Và cách đọc của nó sẽ có cách đọc là G khi mà nó ghép với những chữ hán khác nhá Hay ô gì nhỉ? ô Oteda Wow, bài hôm nay rất là dễ vì nó có rất là ít từ vựng như này đúng không nào? Hay và chúng ta sẽ bước sang chữ Hán cuối cùng của bài ngày hôm nay đó là chữ mễ. Mễ là gì nhỉ? Mễ là gạo. Thì trước uh, Trước khi học cái bài ngày hôm nay thì trước khi học cái chữ mễ này chúng ta đã từng một lần học về một chữ hán khác và việc mình lý giải bằng cái nghĩa không qua từ mễ này rồi đấy. Mễ là gì nhỉ? Mễ là gạo, gạo tiếng Nhật là cô mê đúng nào? Cô mẹ. Hay. Thế thì um, bây giờ mình sẽ nhắc lại một chút nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ tập viết đã. Tập viết này, một nét, hai nét, ba nét, bốn nét, năm nét, sáu nét. Thế bây giờ mọi người nhớ chữ này trong chữ nào không? hay là hỏi mọi người nhá, chữ này trong chữ nào đây? Đây chữ gì nhỉ? chữ lai like, là chữ kimas nhé kimas là đến hôm mình còn đặt một cái cái câu chuyện về chữ này là gì nhỉ phải mang gạo đúng không nào đi đến đây thì phải mang mang gạo đến đúng không nào thì bên dưới nó là chữ chữ mễ của chúng ta rồi đấy nhá và bây giờ để hình dung ra cái chữ này thì chúng ta tưởng tượng giống như đây là bó lúa đúng không bó lúa bên này là mấy mấy bông lúa chỗ bông á trời ơi Cô giáo vẽ ra là không ra hình thù gì nhưng mà hy vọng mọi người cố gắng tưởng tượng ra nhá Đây giống như là bó lúa nhá bó lúa bó thóc người ta gặt về rồi xong mà người ta người ta trồng ở tức là trụng năm trụng bảy trụ ở ngoài đồng xong để trở về nhà ấy đây là một bó lúa nhá bó lúa hay rồi với chữ hán này thì các bạn cũng thế thôi đó là nhớ cho mình cách đọc là khô mẹ và sau này mình sẽ gặp cái đọc là mai thì cái này về chuyện sau này nhá còn bên n bốn năm thì chúng ta cứ học đơn giản đã đúng không nào à không phải đơn giản vì n bốn năm chỉ yêu cầu như thế này thôi mà hay khô mẹ, ok rồi như vậy là chúng ta đã học xong 6 chữ hán của ngày hôm nay chữ đầu tiên đó là từ danh trong gì nhỉ trong từ tên người nam hay là danh thiếp này tiếp theo từ gì nhỉ tiếng động hay âm thanh ông các cử là âm nhạc này hay là ô tô là tiếng động này gì là chữ hà à chữ này trong kanji trong gi này hay là ame otera và kome mưa chùa và gạo đúng không nào rồi đó là 6 chữ hán mà hôm nay chúng ta đã học Chúng ta cùng nhau ôn lại nhé Với à, cái bài tập cuối cùng này, các bạn nhớ dừng màn hình lại làm xong quay trở lại với mình nhá. Câu số 1 này. Watashi no. namae Yuka desu. Tên tôi là Yuka. Rồi. Câu số 2 này. Sore wa dare no? gì nhỉ? Chữ danh lúc này sẽ đọc là Meishi. Sore wa dare no meishi desu ka? À, đó là danh thiếp của ai vậy? Câu số 3 này. Dung sensei wa yumei desu ka? Ồ, oh, Dung sensei là là thầy Dũng đúng không nào? Thầy Dũng có nổi tiếng không nhỉ? Mọi người thấy có nổi tiếng không? Cũng bình thường đúng không? Câu số 4 này. Sono, sono gì nhỉ? Sono ongaku desu ne. Sono ongaku o oh, kita koto ga arimasu. Câu này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Tôi đã từng nghe cái bản nhạc đó hay cái bài hát đó rồi, được chưa nào? Tiếp theo này, câu số 5 này. Namae, so chữ này mình đọc là Namae là tên người đúng không nào? Namae o kanji, kanji chữ Hán đúng không? Namae o kanji de kaku koto ga dekimasu. Tôi có thể viết được tên bằng bằng chữ Hán. Đó. Câu số 6 này. Yuka wa Roma ji Do. Roma ji de yuka desu. Rồi, yuka thì à, trong cái chữ Roma -ji thì thì ghi như này đúng không? Yuka. Câu số 7 này. Ji ga kirei desu ne. Rồi. G là chữ, ôi chữ đẹp thế Câu số 8 là gì nhỉ? Mọi người thấy câu này lạ không? Americano Ame Và oishii desu Oishi là gì nhỉ? Oishii là ngon đúng không nào? Bây giờ America là Mỹ và Ame là mưa Thế thì đây là một câu mà Nói ra thì sẽ không có nghĩa đâu mọi người. Chúng ta dịch là gì nhỉ? Mưa, ở mỹ rất là ngon nhưng mà đây là một câu chơi chữ của thầy Dũng đã lắp vào để cho các bạn nhớ được cái từ gì nhỉ? Ame. Ame trong cái từ America này được chưa nào? America no Ame wa oishii Đây là một câu chơi chữ thôi nhá. Câu số 9 này. Otera, Otera no Otera wa doko desu ka? À nhà vệ sinh của chùa ở đâu vậy ạ? À? Và câu cuối cùng của bài ngày hôm nay đó là gì nhỉ? Nezumi wa kome Kome ga suki desu Đây là tên một bài hát mọi người ạ Các bạn nhớ search trên mạng cái bài gì nhỉ Chuột yêu gạo á Chúng ta sẽ ra bài này Nezumi và kome ga suki desu Và cuối clip này thì Ok thì mình sẽ để một đoạn nhạc của bài hát này cho các bạn cùng nghe nhé Nezumi ga kome ga suki desu Có phiên dịch sang tiếng Việt rồi phải không nào Hay với những cái bài ôn tập như này không biết là mọi người làm đúng không nhỉ Hy vọng là chúng ta phải làm đúng hết nhá. Để à, sau lên lớp còn được các thầy cô giáo kiểm tra và nhớ phải làm đúng 100% cho mình nhá. Hay và bài học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nhé. Nào sao, Bye bye.